Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học tự học lập trình c Ngày hôm nay chúng ta sẽ giải bài toán CSAP 10 trong phần trước liên quan đến cái phần toán tử ba ngôi lý thuyết chúng ta vừa học ở bài 8 Bài tập này yêu cầu chúng ta viết chương trình nhập vào điểm trung bình và in ra kết quả xếp loại của học sinh theo cái tiêu chuẩn ở bên dưới này Tuy nhiên chúng ta sẽ không được sử dụng if mà chúng ta dùng cái toán tử ba ngôi Thì Nhắc lại kiến thức một chút là toán tử ba ngôi chúng ta có cái gán biến này bằng biểu thức 1 tức là cái biểu thức điều kiện ấy đúng không? sau khi kiểu thức kiểm tra điều kiện nếu mà đúng thì nó thực hiện cái biểu thức đằng sau dấu hỏi chấm tức là cái biểu thức hai này còn nếu không đúng thì nó thực hiện cái biểu thức ba à, thì các bạn mở Visual Studio lên chúng ta sẽ cốt bài này nhá chúng ta chọn create a new project này console app và next hôm nay là bài 8.1 đúng không ạ 8-1 tại bài tập C# 10 Bây giờ mình sẽ nốt đề luôn đây chúng ta tiện theo dõi Tiện theo dõi cái điều kiện à, Giỏi khá trung bình và yếu thôi Rồi Bây giờ đầu đề là yêu cầu chúng ta nhập vào điểm trung bình Thì ban đầu chúng ta phải khai báo một cái biến điểm trung bình đúng chưa Điểm trung bình thì chúng ta khai báo kiểu float Thường là chúng ta dùng điểm trung bình nó sẽ có dấu phẩy, dấu chấm động ấy Chúng ta sẽ khai báo float nhé. Float dtb, ví dụ như này, chấm phẩy Bây giờ cho người dùng nhập vào thì chúng ta dùng gì? cvk, tap mời thím nhập vào điểm trung bình đúng chưa hai chấm cách ta sau đó chúng ta gắn điểm trung bình thôi điểm trung bình bằng plot part còn số readline để đọc đọc xong rồi thì bây giờ chúng ta chỉ cần là gì chúng ta để ý này chúng ta có dùng tiếng Việt ở đây thì các bạn luôn nhớ rằng là khi chúng ta dùng tiếng Việt chúng ta phải encoding thì các bạn có thể thêm luôn vào hoặc tí nữa các bạn chạy các bạn phát hiện ra là nó bị lỗi phông thì các bạn thêm vào cũng không sao nhưng mà chúng ta biết là dùng tiếng Việt rồi chúng ta cứ thêm luôn vào nhá dùng console. chấm conô chấm encoding encode này thì nó sẽ dùng output encoding Đấy, bằng Encoding.utf8 như này, số đặc tiếng Việt. Rồi, bây giờ chúng ta đến cái phần điều kiện này. Chúng ta phải sử dụng một cái toán tử ba ngôi để chúng ta xử lý cái điều kiện này. Thì đầu tiên là chúng ta phải có cái gì? Có biến, có một cái biến để chúng ta lưu kết quả. Mà kết quả này sẽ trả về là kết quả là gì ạ? Là giỏi, là khá, là trung bình, thì nó là kiểu chuỗi, đúng chưa? Chúng ta sử dụng toán tử ba ngôi thì nó phải đẩy về một kết quả để lưu vào một biến mà. Chúng ta sẽ có một cái biến là string này chúng ta để ý là cái kết quả nó trả về là cái loại này, này loại giỏi loại khá loại trung bình loại yếu thì nó là kiểu chuỗi nên chúng ta phải khai báo cái biến nhận kết quả nó bằng kiểu số trinh được chưa khai báo kiểu số trinh này kq bằng à, thì đây mình sẽ nốt lại cho các bạn cái công thức của toán tử ba ngôi thông thường nhé để chúng ta tiện theo dõi nhé à, đây mình sẽ nốt luôn đằng trước này à, dùng à, hai dấu sược để nốt đúng không Đấy, thì đây là cái cái cái, cái công thức cái biểu thức của cái thằng dùng toán tử ba ngôi, bên chúng ta có cái biến rồi đúng không? trình kết quả là cái biến ở cái thằng này. Đấy bây giờ chúng ta check điều kiện nó thì chúng ta check điều kiện đầu tiên thôi, chúng ta kiểm tra xem là điểm trung bình có lớn bằng 8 không? Để chúng ta kiểm tra này. Cái đầu tiên KQ này. Chúng ta cho vào ngoặc luôn cho nó dễ nhìn nhá, điểm trung bình xem là có lớn hơn hoặc bằng 8 hay không được chưa? Nếu lớn hơn bằng 8 thì sao? Thì chúng ta để dấu hỏi chấm thôi. Được chưa? thì cái thằng đầu tiên này biểu thức một này kiểm tra điều kiện này hỏi chấm nếu đúng thì thực hiện biểu thức hai đúng chưa thực hiện biểu thức hai đẩy về giá trị gì đẩy về cái giá trị là giỏi đẩy về chữ giỏi còn nếu không đúng thì làm gì à, việc không đúng không đúng thì nó làm cái thằng 3, đúng chưa thằng điểm trung bình nếu lớn bằng 8 nó sẽ in ra chữ giỏi và đẩy giỏi vào kết quả được chưa Thế còn nếu trường hợp không đúng thì chúng ta sẽ lại là làm tiếp cái đám đằng sau này cái đám đằng sau là khá trung bình và yếu chúng ta phải mở ngoặc ra để chúng ta xử lý từng thằng một mở ngoặc này chúng ta sẽ mở ngoặc thêm một ngoặc nữa điểm trung bình này nhỏ hơn 8 và điểm trung bình lớn hơn bằng 6.5 chưa lớn bằng bằng 6.5 đó thì cái cụm này này nó lại là cái biểu thức một của cái thằng bên trong đúng chưa nó là biểu thức một nhá biến ra lại hỏi chấm nếu mà thằng này đúng thì làm gì Đấy, hỏi chấm này tiếp theo lại đến cái nhánh biểu thức hai biểu thức hai chúng ta sẽ làm gì nếu đúng thì nó sẽ là gì ạ là lại khá mà đúng chưa Thì chúng ta xuất ra chữ khá thôi thì chúng ta sẽ cách ra này và chúng ta ghi chữ khá vào đây đó tức là sau dấu hỏi chấm thì nó sẽ thực hiện cái thằng này là kiểm tra đúng thì nó sẽ đẩy về kết quả là khá còn không phải khá thì làm gì lại hai chấm tiếp hai chấm và chúng ta lại có một cụm nữa không phải khá thì nó phải thực hiện cái cụm đằng sau này đúng chưa? Thế nhưng mà cụm đằng sau này nó lại có hai điều kiện liền, nó có hai loại liền, trung bình này và yếu. Chúng ta lại phải thêm một cái ngoặc nữa. Đó, thì chúng ta cứ lồng ghép các cái biểu thức điều kiện nhỏ vào sau cái biểu biểu thức ba này đúng chưa? Chúng ta lại có thêm mở ngoặc này. Uhm, điểm trung bình nhỏ hơn 6.5. Đấy, là thằng này là thằng trung bình này đúng không? Nhỏ hơn 6.5 và lớn hơn bằng 5 đúng chưa? Và điểm trung bình lớn hơn bằng 5. Đó, nếu mà thỏa mãn điều kiện này thì sao? Thì chúng ta lại hỏi chấm. Đó, thì nó lại thành một cái biểu thức ba ngôi nhỏ nhỏ ở bên phía trong này nữa, hỏi chấm. Thì chúng ta đẩy về kết quả là gì? Trung bình. Như này. Được chưa? Còn nếu không phải thằng trung bình này tức là không thỏa mãn điều kiện này thì chúng ta lại để dấu hai chấm hai chấm đằng sau trung bình này đúng không ạ thì lại đến cái nhánh hai chấm này này đúng chưa thì lúc này cái biểu thức ba chúng ta cuối cùng ấy chỉ còn một loại duy nhất là loại gì loại yếu thôi nên chúng ta chỉ cần dừng lại ở đây đây là được rồi đúng chưa chúng ta chỉ cần xuất ra chữ yếu thôi đó Sau chúng ta kiểm tra lại cái, tất cả các ngoặc chúng ta xem đủ chưa thôi đóng ngoặc vào này đúng vậy để chúng ta nhìn xem là ngoặc đủ chưa nhá đây hoặc ở đây là chốt tụi ở đây rồi, được rồi. Đấy, bên chúng ta nhìn lại cái cú pháp này, nhìn thì nó rất là dài nhưng nếu các bạn hiểu logic ấy, thì nó cũng không đến nỗi khó đâu, bởi vì chúng ta kiểm tra nhá, đầu tiên này. Đầu tiên là biểu thức chung của chúng ta có cái dạng là biến bằng biểu thức một hỏi chấm biểu thức 2 và biểu thức 3, đúng chưa Thì ở đây này, đầu tiên chúng ta có cái biến ở đây này, đúng chưa? Chúng ta kiểm tra biểu thức một của nó thì chính là thằng này, đúng chưa Cụm to nhá, đầu tiên là thằng này kiểm tra. Nếu như thằng này đúng thì thực hiện biểu thức hai đằng sau, Đó, thì thằng giỏi này là biểu thức hai này đúng chưa? nếu không đúng thì làm gì? không đúng thì nó thực hiện cả cái đám đằng sau này. Đó, mình cứ tạm hiểu đúng na như thế. không đúng thì tả cả, cả cái đoạn này sẽ là biểu thức ba. thì trong biểu thức ba này thì chúng ta lại có một cái toán tử ba ngôi con bên trong. Thì chúng ta sẽ xét lần lượt từng thứ một, kiểm tra này thằng này lại là biểu thức một này đúng chưa? biểu thức một sau thì dấu hỏi chấm. thằng này mà đúng thì chúng ta in ra kết quả là khá, khá nó sẽ đẩy vào cái kết quả của thằng Sở như này, này đúng chưa? Còn nếu mà không đúng thì nó lại thực hiện cái đám này. Đấy. Không đúng thực hiện đám này. Thì cái đám này nó lại là một cái toán tử ba ngôi con. Đầu tiên nó lại kiểm tra điều kiện của thằng này. Nếu đúng thì nó đẩy về trung bình. Còn nếu không thì nó đẩy về yếu. Đó thì đây là cái tư duy logic thôi. Chúng ta cứ nhóm từng nhóm nhỏ một. Cứ tách nhỏ tách nhỏ ra. Thì nó sẽ thành cái này thôi. Đấy. Thì cái việc viết cốt thì nó không khó. Các bạn hiểu cái logic này thì nó không khó đúng không? Cứ biểu thức 3 này này. Chúng ta gắn biểu thức ghép nó vào trong này chúng ta cứ cho hết vào cái biểu thức ba này cứ tách nhỏ dần ra được chưa để chúng ta test thử nhá xong rồi thì bây giờ chúng ta viết gì xuất ra thôi xuất cái kết quả ra đúng không ạ chúng ta cứ thử in cái kết quả ra rồi bây giờ chúng ta sẽ dừng màn hình lại để cho chúng ta đọc thôi còn số chấm read line cũng được read line nhá rồi bây giờ chúng ta ấn F5 để chạy thử này Bây giờ nó bảo là mời thím nhập vào điểm trung bình Chúng ta sẽ giả thử một cái điểm là lớn hơn bằng 8 đi 9 nhá 9 enter à, Thì nó xếp về loại giỏi đúng chưa Đúng rồi đấy Tiếp theo là một cái điểm nằm trong cái khoảng từ 6.5 đến 8 đi F5 này 6.5 đến 8 7 đi Đó, 7 loại khá đúng chưa 7 sẽ là nằm trong khoảng khá này Trung bình sẽ là từ 5 đến 6.5 Chúng ta nhập 6 điểm chẳng hạn F5 này thì nguyên tắc là khi các bạn code xong thì các bạn phải thử các cái trường hợp à, 5 đến 6.5, 5 điểm nhá. Trung bình đúng chưa? Bây giờ chúng ta nhập một cái điểm nhỏ 5 vị 4 thì nó sẽ đẩy về yếu. 4 này, đẩy yếu, được chưa? thì bây giờ chúng ta chỉ còn mỗi cái vấn đề là chúng ta xuất ra kết quả nhìn nhìn nó hơi xấu thôi. Thì bây giờ các bạn chỉ thay đổi cái câu từ thôi. Ở đây chẳng hạn như thế. Chúng ta xuất ra này, ví dụ như là um, bạn xếp loại là ví dụ này à, chỗ này thì thêm là điểm trung bình của bạn là nhá cho nó đầy đủ các văn điểm trung bình của bạn là 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 gì chúng ta chuyển một cái biến không vào đây được chưa chuyển không vào đây phải bạn xếp loại đó chuyển một vào đây là chúng ta gán hai cái biến vào thôi đúng chưa ra ngoài phải này đầu tiên là Điểm trung bình của bạn là thì chúng ta sẽ phải gán biến điểm trung bình cho DTB trước Tiếp theo là cái thằng thứ hai là thằng kết quả Thằng điểm trung bình nó sẽ nhảy vào đây đúng chưa Thằng kết quả sau khi xuất nó sẽ nhảy vào đây Chúng ta thử lại nhá xem nó đẹp hơn chưa nhá F5 này Nếu bạn nhập vào 8 điểm đi Thì nó báo là điểm trung bình của bạn là 8 Bạn xếp loại giỏi đúng chưa Thì câu từ chúng ta xuất ra chọn cho nó hay thôi thì bài tập đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là các bạn đã hiểu bài và các bạn có thể ứng dụng được cái toán tử ba ngôi này vào trong nhiều trường hợp khác. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.